Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đang xem kênh của Thảo nha. Thì chiều hôm nay em tới đây để mà cập nhật cho cô chú anh chị ở xa mình xem á. Thì ở đây em thấy có một cái vòng hoa là Thương Tiếc Anh, người nghệ sĩ tài hoa của nhân dân, chị Vivian Lê ở USA. Đó là tiếp tục một món quà của một chị ở bên Mỹ gửi về cho chú Vũ Linh đó cô chú anh chị. Thì đây là một cái vòng hoa trái tim, thì hoa này cũng là hoa sáp á, ở xung quanh là hình trái tim và ở giữa cái dòng chữ đỏ là chữ Vũ Linh đó cô chú anh chị. Đó thì một cái bó hoa rất là đẹp cũng và rất là cao luôn, thật sự là rất là trân trọng cái tấm lòng của cô chú anh chị luôn. Ở đây là toàn là hoa của khán giả trong nước có nè, ngoài nước có nè, Thụy Sĩ, Mỹ, Anh, rồi Mỹ, rồi Hàn Quốc, đó gửi về rất rất là nhiều luôn. Đó, chiều hôm nay em tới đây thì hôm nay thì chiều thì nó hơi vắng cô chú anh chị, không có đông như lúc sáng. Buổi sáng thì là tiết thanh minh thì cô chú anh chị mình cũng đã đi tới đây hết rồi. Chiều lại thì em không có thấy nhiều. Đó thì em thấy đây có bánh bao nè. Bánh bao này chắc là cái bánh bao ở cái chỗ mà Bá Bửu nè. Bánh bao cái chỗ mà chú thích nè cô chú anh chị. Đó, đem tới đây có 4 cái bánh bao. Với lại có trái cây nè, bánh bí. Có thùng đèn cày luôn hả em? Là khán giả mua tới hả? Chị mới đem lại 2 thùng. Vậy là chắc chị tới đây chị thấy hết đèn cày hay sao chị mua đúng không? Thấy gần hết rồi chị mua. Chị hết là chị phải chở đèn cày luôn. 2 thùng đèn cày ly luôn. Ly đi. Thì chú nè. Tối hết là chú hả? Tối thắp đi, tối cho em thắp đi. Để cho bà con biết. Tối bà con vô coi nó like TikTok. Không có like đâu. Thế vậy? Đây là cái người mà ở đây quản mộ như cô chú anh chị, nói chung là chăm lo mộ cho chú á, nói chung là đèn cày nè, rồi nhang, rồi cũng giống như là dọn bớt những cái giống như có rác đó, hoặc là hoa gì túi hoa rồi đó. Thì cái người anh này là cái người quản mộ ở đây, nói chung là cũng rất là tội nghiệp và rất là thương luôn. Mưa gió như là ngày hôm qua là ảnh là tất bật lo hết mấy cái hoa đó cho chú. Chưa la được, giờ đây cũng cấm rồi bà con. TikTok quen là Khang Trần đúng không? Không, mới đổi tên là chú Tiểu Vũ Mộ. Chú Tiểu Vũ Mộ hả? Đó thì TikTok là chú Tiểu Vũ Mộ. Thì cô chú anh chị mình có xem video này á, thì mình vào TikTok chú Tiểu Vũ Mộ, mình cho chú Tiểu một lượt follow để đủ cái điều kiện livestream. Để đủ điều kiện livestream. Bánh bao này hình như là cái bánh bao Bá Bửu. Bánh bao này là hồi chú Linh, chú Vũ Linh thích ăn. Cái chỗ bánh bao này là hồi xưa chú rất là thích ăn đó. Cho nên em nghĩ là em thấy bánh bao chay hay gì ạ? Em nghĩ chắc bánh bao chay mà quán ăn. Em coi cái tờ đó. Quán ăn Bá Bửu nhưng cái ý là đồ chay. Đồ mặn. Cái ý nghĩa là đồ mặn đó, nhưng mà do là hồi còn sống chú thích ăn cho nên là bây giờ khán giả mua tới đó. Nói chung là chay mặn thì hôm nay không có trái thanh trà nữa ha, có nhiều mà. Hôm qua thì có thanh trà nhưng mà hôm nay không có thấy cái thanh trà. Ai ta? Ủa, ai mà chạy vào trong đây luôn? Ủa? Hả? Đâu? Chờ đâu rồi? Chú Tiểu Vũ Mộ đó, cái hình quay lưng đó, đã đỏ đó. Cô chú anh chị mình vào mình TikTok mình cho chú Tiểu một follow để đủ cái điều kiện livestream nha. Ở đây thì lại có một bó hoa mới đó cô chú. Bây giờ là đây nè, màu xanh đẹp ha, giống như màu xanh này chưa có á. Cái chữ trong là chữ đó. Hoa hồng ở trong cái là chữ Vũ Linh đó. Rất là ý nghĩa luôn. Bây giờ em thấy là có một cô một chú tới đây để thắp nhang nè cô chú nè. Đó, một cô một chú nè. Hôm nay có mau thấy nhiên 24 giờ thấy đốt sáng giờ đúng 24 giờ đúng không? Nhà này mới nhang ở dưới á, cái nhang tròn tròn á. Nhang khoanh đó đó. Không mà cái ý là ba cái này mới mang tới hả? Không, hình như là bữa giờ em đã thấy có rồi á. Ủa ba cái này mới thắp sáng hay mà. Đây nè, là cái nhang tròn đây nè. Là thắp 24 giờ luôn hả? Sáng giờ là 24 giờ. Là thắp một ngày á cô chú anh chị, thắp cả ngày luôn. Đó mày thay rồi không? Đúng rồi. Nghe 24 giờ. Chú Tiểu, hôm qua mà trời mưa gió lớn vậy chú Tiểu, thấy sao chú Tiểu? Thấy bình thường à. Hôm qua giữ mưa chết thôi mà bình thường. Ô không kịp luôn mà bình thường. Nó đổ vất vả lắm mà con. Đúng rồi. Ôm không có hết á.
mình không ôm được. Ngã bên này, ngã bên kia. Ở đây thì do là nắng á cô chú anh chị, nắng cô như cô chú anh chị cũng thấy là chiều lại nó hơi nắng một xíu á, là hoa ở đây nó bị héo nè. À, đúng rồi, khô nó héo bớt á. Chú Tiểu thì cũng có tưới miếng à, tưới tưới liên tục luôn. Bây giờ thì quét bớt rồi cô chú. Bây giờ thì rớt mà những cái lá rồi những cái hoa khô nè. Rồi tưới nước cho hoa nữa. Sáng giờ chú Tiểu tưới hoa chưa? Tưới ba lần rồi. Đó, bây giờ là quét dọn, sáng giờ là tưới hoa mấy lần rồi cô chú ơi. Hồi sáng là 4 giờ là chú Tiểu đã tới đây rồi đó. Tới để đem hoa ra rồi dọn dẹp ở đây, tại vì hôm qua mưa gió lá cây rồi nó bay vô đây nhiều á. Hôm qua là cái thảm này là nó ướt, nó dơ hết luôn. Cái nhang này là hình như là nhang nhang lớn rồi cô chú. Giờ là thêm thấy bánh quá chừng luôn, có bánh bánh ngọt. Bánh ngọt rồi trái cây rồi cũng nhiều. Hôm nay là tiết thanh minh đó cô chú, mà giống như em thấy là đa số là mọi người đi buổi sáng, đi buổi sáng là nhiều, buổi chiều thì thấy nắng nó vắng vắng hơn. Bây giờ là em thấy là có gia đình rồi cô chú, có mấy chị gái tới nè. Có mấy chị gái tới tới thắp nhang. Hôm qua là nhang á, ngày hôm qua, ủa cái nhang ngày hôm qua mà mưa ướt có phơi khô hết chưa? Có rồi. Khô hết rồi hả? Đây rồi, thử ơi, khô hả? Đây thì cô chú này, bên đây là hôm qua là hồi sáng là nhang á ướt hết luôn, bây giờ là phơi khô rồi đó cô chú. Phơi nắng luôn. Khô là bên này nè, cái đầu bên này nè. Khô rồi, hồi sáng ướt cho cái đầu. Khô rồi, hồi sáng thấy đem ra phơi hết rồi. Bánh lộn không? Chú Tiểu rủ bánh lộn rồi cô chú. Chú Tiểu này rủ bánh lộn nữa kìa. Rồi. Chết rồi. Đây nhìn lành rồi, giờ đi ra thì lạnh kỳ quá. Nói cho chú Tiểu ở đây là rất là hiền luôn cô chú ơi. Đó. Nói chung là người nhà cũng rất là thương chú Tiểu. Đây là hai mẹ con, ba mẹ con quá, cho tôi thắp nhang. Bây giờ đem bớt qua bên này bên kia đó cô chú, tại vì bên này nhiều quá, để chỗ cho khán giả khác tới để mà thắp nhang cũng như là để trái cây á. Đó, bên kia là đang làm mộ lại cho cô Thanh Kim Huệ, sửa chữa lại á, khắc chữ rồi lên đó cô chú, cho nên nó có cái tiếng máy mài á, thì khi nào làm xong thì em sẽ cập nhật cho cô chú mình ở xa mình xem ha. Dự kiến là mấy ngày nữa là mộ cô Thanh Kim Huệ xong chú Tiểu, chiều nay nữa xong hả? Vô làm nữa. Nay nghe nói chú Tiểu đi cắt gạch rồi để phụ làm mộ của Thanh Kim Huệ mà, có không? Có hả? Giỏi quá, không những phụ bản mộ cho chú Vũ Linh mà còn là hôm nay là có qua phụ cô mộ làm mộ cho cô Thanh Kim Huệ nữa cô chú. Lâu lâu mới rảnh làm thôi chứ làm biến hết. Làm biến lắm. Ở đây là gia đình rồi cô chú. À, gia đình của mấy anh chị này tới đây để thắp nhang. Ủa mà ông nói ông ai mới đem vô nữa rồi. Không biết nhưng mà thấy của. Giờ hôm nay em tới đây cũng để cập nhật cho cô chú anh chị mình ở xa mình xem á, thì cũng có gia đình tới thắp nhang nè cô chú. Thì em sẽ kết thúc video này tại đây và hẹn gặp cô chú anh chị những video sau. Chúc cả nhà có một buổi trưa thật là vui vẻ và luôn luôn bình an nha. Bye bye tất cả mọi người ạ.